Kỷ niệm ngăn khánh khán dòng của nữ tu Maria Noe Hài Đồng Giêsu Trần Thị Thanh, Đan viện Cát Minh Phú Cường. Trong niềm hân hoan tạ ơn Thiên Chúa, vào lúc 6 giờ sáng ngày 11 tháng 4 năm 2018, Đan viện Cát Minh Thánh Giuse Phú Cường hân hoan cử hành thánh lễ mừng kỷ niệm ngăn khánh khán dòng của đan nữ Maria Noe Hài Đồng Giêsu Trần Thị Thanh. Thánh lễ do Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, giám mục giáo phận Phú Cường chủ tế. Đồng tế với ngài có quý cha thân nhân và ân nhân của đan viện. Trong bài chia sẻ lời Chúa, Đức cha Giuse mời gọi các nữ đan sĩ và cộng đoàn hãy luôn biết ơn Thiên Chúa như người phong cùi trong đoạn lời Chúa. Khi được Chúa chữa lành, chỉ có duy nhất anh ấy đã biết quay trở lại tạ ơn Thiên Chúa. Hãy luôn biết tạ ơn vì Chúa đã ban cho mỗi người ơn đức tin. Chính nhờ đức tin ấy mà mỗi người mới cảm nhận được muôn hồng ân Chúa tuôn đổ trên chính mình qua những hành động hết sức đơn sơ nhỏ bé trong cuộc sống này. Và trong đời sống tu trì, đức tin luôn luôn cần thiết để giúp cho tu sĩ luôn cảm thấy bình an và hạnh phúc khi dâng hiến cuộc đời cho Thiên Chúa. Thánh lễ kết thúc vào lúc 7 giờ 15 trong niềm vui và bình an nơi Chúa phục sinh.